chú chị Bon, xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Trời ơi cả nhà ơi, đây là cái dòng siêu bông Sài Gòn này cả nhà. Trời ơi cái gốc nhớt của nó mà ra bông đẹp vậy nè, trời chúa ơi chúa thôi nè, quá trời cả nhà ơi. Đó đây mọi người nhìn cái hoa siêu bông Sài Gòn, hoa của nó là từ 6 cho đến 7 phân, bông của nó sẽ nở bung chùm như thế này nè cả nhà. Đó đây, cái dòng siêu bông Sài Gòn thì chắc cũng không phải giới thiệu nhiều đâu, bởi vì nó đang rất là nổi tiếng trên thị trường rồi đúng không mọi người. Ở đây nè cả nhà, sáng ngày em về em thấy đây những cái hoa gió thôi nó nở mà nó tuyệt vời ông mặt trời như thế này đây cả nhà. Thì ngày hôm nay em có một lô siêu bông Sài Gòn về lấy bo nè, rồi trồng đất và chơi Tết cũng ok luôn nha cả nhà. Đó đây, giá là 100k một cây nè, 3 cây nè, ngày hôm nay em tri ân cho cả nhà mình thêm được 1 cây nữa, giá 4 cây 300 em bao ship toàn quốc luôn. Trời ơi hoa thơm con ông nó bu luôn nè mọi người. Đã quá đã anh chị ơi. Rồi giá là 100k một cây nè, 3 cây là 300, ngày hôm nay em thêm cho anh chị 1 cây nữa, giá cũng 300 luôn. Em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn nha. Rồi anh chị nào thích cái dòng siêu bông Sài Gòn thì hãy alo cho vườn mai của chú Trà Bông nha cả nhà, hoa to cực đỉnh luôn. Và bên vườn mai nhà em còn rất là nhiều loại giống nữa nè mọi người nhìn nè. Trời ơi, bây giờ sáng ngày bông nó nở quá trời đẹp luôn rồi. Để em từ từ em sẽ quay giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem nha. Ở đây mọi người nhìn nó nhỏ xíu mà nó có vỏ đó. Đây nè cả nhà nhìn nè, quá tuyệt vời anh chị ơi. Rồi hãy alo cho vườn mai của chú Trà Bông nha.